Rồi, record rồi. À, bước tiếp theo là nó sẽ thực hiện là khối lệnh thực thi. Khối lệnh thực thi nó sẽ là cái đoạn code bên trong này này mọi người ạ. Ừ, nó sẽ thực hiện là con slug ra y. Đấy. Bước 4. Bước 4 là gì? Bước 4 là tăng hoặc giảm biến đếm. Đấy. Tăng hoặc giảm biến đếm. Ok bạn Duy nhá. Đây. Bước 1 nó sẽ là khởi tạo biến đếm này. Bước số 2 sẽ là thực hiện là kiểm tra điều kiện. Bước số 3 nó sẽ không thực hiện bước này luôn. Nó không thể nào tăng luôn bởi vì nó đã thực hiện cái gì đâu, đúng không? Nó đã thực hiện nó in ra đâu. Nên là số xuống đây nó thực hiện cái khối lệnh bên trong đã. Sau đấy nó mới thực hiện là nó tăng giảm biến đếm nhá. Đó, sau khi thực hiện xong thì nó mới thực hiện được biết là nó tăng hay giảm biến đếm. Ở đây là nó đang thực hiện nó tăng cái biến đếm lên một đơn vị. Đấy. Thế thì bước số 5 là gì? Bước số 5 quay trở lại bước 2. Nghĩa là bước 1 của mọi người sẽ chỉ thực hiện một lần. Bước này nó sẽ quay trở lại bước 2. Thì mọi người nhìn nó đúng như cái vòng lặp chưa? Đấy, nó quay lại đến khi nào? Đến mà khi cái vòng lặp nó sẽ trả lại về là gì đây? Là false thì nó sẽ dừng lại. Đấy, nghĩa là khi mọi người đếm xong thì nó sẽ dừng lại. Ừ. Thì đây, đây chính là cái vòng lặp, cái đoạn này chính là cái vòng lặp này mọi người ạ. À, thì bây giờ mình thử đi chạy bằng tay cho mọi người cái này nhá. Đầu tiên là nó khởi tạo y bằng 0 này. Y bằng 0. Sau đấy nó kiểm tra xem là y có nhỏ hơn 10 hay không. Thì trường hợp này là 0, xem nó có nhỏ hơn 10 hay không. Thì không treo nhỏ hơn 10, nó sẽ trả về true. Nên lúc này nó xuống đây nó in ra y là in ra 0 này. Sau đấy nó sẽ thực hiện là tăng biến đếm. Thực hiện đến cái bước này này, tăng biến đếm. Thì có phải lúc này y cộng cộng thì tăng lên 1 không? Đấy. Một thì nó lại kiểm tra tiếp điều kiện là một có nhỏ hơn 10 hay không. À thế trường hợp này là thực hiện là có nhỏ hơn 10 nên tiếp tục nó in ra là một. Đấy, tiếp tục nó tăng lên là 2. Đó. 2 lại nhỏ hơn 10. Đấy. Thì nó in ra 2. Đấy. Nó in như vậy đến mà khi nó chạy đến y bằng 9 đi. Y bằng 9. 9 vẫn nhỏ hơn 10 đúng không? 9 nó nhỏ hơn 10 nên 9 là đó. In ra 9. Sau đó nó thực hiện là y công cộng thì lúc này nó tăng lên 10. Nó lại thực hiện nó kiểm tra là 10 có nhỏ hơn 10 hay không. Thì trường hợp này 10 có nhỏ hơn 10 hay không? 10 nhỏ hơn 10 sẽ trả về false nên trường hợp này nó sẽ dừng vòng lặp. Nên lý do tại sao nó in ra từ 0 đến 9 là như vậy. Ok, thì đấy là về cái vòng lặp for. Cái luồng vào hoạt động của vòng lặp for nó như vậy mọi người nhá. Rồi, dừng lại một chút, mọi người có câu hỏi nào không nhỉ? Có cần mình giải thích lại đoạn nào không? Ok rồi thì anh em gõ một nhá. Ok. Rồi. Vậy tiếp theo mình sẽ đi sang cái đây mình cũng có ghi các cái bước thực thi rồi. Đấy. Đây. Rồi bước tiếp theo cái tiếp theo đến là đến câu lệnh break hoặc câu lệnh continue thì hai câu lệnh này để làm gì? Câu lệnh break hoặc continue rồi mình sẽ giới thiệu câu lệnh break với continue với mọi người nhé. Thì đây là hai câu lệnh mà nó cũng thường nó cũng thường break thì thường sẽ thấy nhiều hơn, continue thì cũng thi thoảng sẽ thấy, nghĩa là nhưng mà mọi người cũng biết hay cũng biết cần phải biết hai từ khóa đây là gì. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thì bây giờ ví dụ như for, à cú pháp để mọi người gõ một cái for nó nhanh như này. Đó, một cái for y nhanh nhá, đấy là mọi người gõ for này, sau đó mọi người y, mọi người tap một cái thì nó sẽ ra như này, sau đó mọi người nhấn enter, điền số vào là được 10. Đấy. Thì đây for y cộng tap nhé. Rồi, tiếp theo thì bây giờ mình giới thiệu đến câu lệnh break mọi người nhé. Câu lệnh break thì để làm gì? Thì ví dụ như bây giờ mình thực hiện là log y. Đấy. Sau đấy thì mình break. Rồi, mọi người chuẩn bị comment cho mình xem là theo mọi người cái từ khóa break nó sẽ làm gì nhá. Theo mọi người sẽ từ khóa break nó sẽ làm gì? Đây, mình xoay đi xoay lại này. Em nhìn này. Thì theo mọi người từ khóa break để làm gì?
ngắt ngắt à? Ngắt nghe vẻ không đúng lắm. Ngắt thì nghe nó vẻ ngắt quãng thì nó vẫn chưa sát ý lắm. Đúng rồi, chị Ngọc nói đúng rồi đấy. Nó sẽ là thực hiện là khi gặp từ khóa break dừng ở bước 1 à, không hẳn nhá, dừng ở bước 1 cũng không phải nhá. Nó sẽ dừng luôn khi gặp từ khóa break. Khóa break thì sẽ lập tức dừng vòng lặp. Dừng vòng lặp. À, nghĩa là khi mọi người bất cứ một khi nào mà nó chỉ cần động đến từ khóa break một cái, nó sẽ ngay lập tức nó dừng lại vòng lặp luôn. Đấy, thì đấy là về từ khóa break. Đây, à, nên là lý do tại sao khi mà một người in ra được đúng một số 0, nó gặp từ khóa break, nó sẽ dừng luôn. Thế bây giờ mình sẽ thử đưa cái này lên nhá. Mình thử đưa cái này lên này. Là đây. Thì đây, xem nó có dừng lại ở bước 1 hay là lập tức nó dừng luôn nhé. Mọi người nhìn này, nó sẽ không in ra bất cứ một cái gì cả. Bởi vì là ngay lập tức nó gặp từ khóa break nên nó ngay lập tức nó sẽ dừng vòng lặp. Đấy. Thì từ khóa này cũng được sử dụng khá là nhiều. Đó, cũng được sử dụng khá là nhiều. Thằng này cũng hoạt động được trong while mọi người nhé. Break cũng là hoạt động trong while. Bây giờ ví dụ như là mình muốn là in ra khoảng tầm là 5 số đầu đi. Thì bây giờ mình if mà y mà nhỏ y mà bằng 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 5. Đây, thì break. Đấy. Thì mọi người xem nhé, quan sát nhé. Thì nó sẽ chạy đến khi nào? Nó sẽ chạy đến khi y bằng 5. Chỗ này trả về true đúng không? Nếu mà cái chỗ này là bằng 0, 1, 2, 3, 4 ý, thì có phải là nó so sánh y bằng 5 thì bằng false đúng không? False thì đương nhiên là nó sẽ không chạy cái đoạn code bên trong này. Nghe, nó không chạy cái đoạn code này này. Đấy. Nên là đến mà khi y bằng 5 thì nó lên lúc này nó sẽ trả về true nó gặp từ khóa break ngay lập tức nó dừng nên nó sẽ in từ 0 đến 5 mọi người nhá, 0 đến 5. Đấy. 0 đến 5 này, được chưa? Đó, thì đấy là về từ khóa break. Từ khóa break thì cũng khá là dễ hiểu thôi. Từ khóa break. Rồi, để mình xem có bài toán nào về từ khóa break nhỉ. Bài break thì này. Mình chưa nghĩ ra bài nào. Rồi, ok, tiếp theo thì đến từ khóa continue nhé. Từ khóa continue đi. Đây, ví dụ như mình for y y nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn 10 này. If mà y phần trăm 2. Mọi người lại quan sát nhé, xong rồi lại đưa ra ý kiến cho thử mình cho mình xem nào. Xem là nó từ khóa continue sẽ để làm gì. Đây mình sẽ thực hiện là lốc ra y này. Ở đây mình thực hiện là continue. À thì mọi người cũng đang tưởng tượng là mình gợi ý nhá, là nó cũng đang tưởng tượng là ví dụ như chạy đến trường hợp là y chẵn nó sẽ thực hiện là một cái gì đấy rồi. Vậy chào mọi người. Đây. Từ khóa continue để làm gì? Nó sẽ in ra là 1 3 5 7 9. 1 3 5 7 9. Thì theo mọi người từ khóa continue là để làm gì? Chắc chắn là không để dừng vòng lặp rồi, bởi vì là dừng thì ngay lập tức là có phải là lần đầu tiên nó ghi bằng không nó đã dừng rồi đúng không? Thì chắc chắn nó không để là dừng vòng lặp. Theo mọi người để làm gì? Bỏ qua một bước. Bỏ qua lệnh. Lệnh TT là gì nhỉ? Lệnh lệnh thực thi à? À ok. Bỏ qua một bước. Từ bỏ qua một bước nghe cũng hợp lý đấy. Bỏ qua tất cả những dòng lệnh ở phía dưới continue rồi tiếp tục chạy vòng lặp. Gần đúng rồi. Huy nói gần đúng rồi đấy. Nó có thể anh Huy hiểu hiểu đúng rồi nhưng mà mình có thể sát nghĩa hơn rồi mình giải thích luôn nhá. Nó sẽ bỏ qua khi gặp từ khóa continue. Continue.
Sẽ bỏ qua vòng lặp, bỏ qua luôn vòng lặp hiện tại nhé, bỏ qua vòng lặp hiện tại, nghĩa là tất cả đoạn code bên dưới của nó ấy, của cái vòng lặp hiện tại đấy, nghĩa là ví dụ như là trường hợp đầu tiên là y bằng không, nó gặp, nó vào đây rồi, gặp từ khóa continue, nó sẽ bỏ qua tất cả đoạn code bên dưới, nghĩa là không thực hiện lock nữa, mà nó sẽ thực hiện là chạy đến luôn vòng lặp tiếp theo, đi đến vòng lặp tiếp theo và đi đến. Được. Đến vòng lặp tiếp theo. Tiếp theo. Đó. Thì có phải là các cái trường hợp số chẵn thì nó sẽ gặp từ khóa continue không? Gặp từ khóa continue nó sẽ thực hiện là nó bỏ qua tất cả các cái này. Nó sẽ thực hiện nó bỏ qua tất cả những cái trường hợp mà nó y là chẵn nên là nó sẽ không thực hiện in cái gì cả. Đó. Thì từ khóa continue nó sẽ là như vậy. Nó khác với từ khóa break này như vậy mọi người nhá. Ừ. Thì đây là hai từ khóa mà có thể là anh em sẽ hai từ khóa này thì mình thấy là khá là nhiều trong ngôn ngữ các ngôn ngữ lập trình JS hay là Java hay là C các thứ thì nó cũng có các từ khóa, nó có thể nó biến đổi đi một chút nhưng mà nó hầu như là nó sẽ là từ khóa break và continue đấy. Thì anh em học cái này, anh em khi mà gặp từ khóa break continue ấy, anh em sẽ hiểu luôn. Rồi về hai từ khóa này mọi người có vấn đề gì không nhỉ? Nếu không thì mình sẽ chuyển sang ý tiếp theo. Alo anh em, hai từ khóa này có vấn đề gì không ạ? Cũng khá là dễ hiểu, hai từ khóa cũng khá là dễ hiểu. Một từ khóa là để ngay lập tức dừng vòng lặp luôn này, một từ khóa là để bỏ qua vòng lặp hiện tại, bước lặp chứ, mình sẽ đổi lại bước lặp hợp lý hơn, bước lặp. Bàn phím mình mới cài lại nên là nó bị khó nhìn mọi người. Bước lặp hiện tại gì đây, mình người có câu hỏi này: nếu muốn bỏ các biến có dạng như string hay các loại dữ liệu thì dùng cú các loại dữ liệu khác thì dùng cú pháp gì? Bỏ các biến có dạng string, bỏ các biến có dạng string này như nào nhỉ, ý bạn là như nào, bỏ là như nào, bỏ qua à, nghĩa là ví dụ như là mình gặp cái ví dụ như mình có một số một chữ đúng không, nhưng mà trường hợp này bỏ qua các biến này thôi, tùy bài toán nhé. Mình đang chưa có hiểu bài toán cụ thể nào để áp dụng cái bỏ qua, nhưng mà mình có thể gợi ý cho các bạn là một cái cú pháp để kiểm tra kiểu dữ liệu của một cái biến nào đấy, đấy chính là ví dụ nhé, mình có một cái là let a, đây mình comment này đi đã, đến bài mảng thì mọi người sẽ luyện tập nhiều hơn nhưng còn bây giờ thì nó chưa có bài nào cụ thể lắm. Ví dụ như mình có một biến a này là chuỗi là link đi, ở đây thì mình sẽ sử dụng toàn một cái toán tử, đây là một cái toán tử nhá, có tên là title. Title là gì thì mọi người dịch ra tiếng Việt ra ấy, thì nó cũng khá là rõ rồi, đấy là kiểu dữ liệu, kiểu của một cái gì đấy, kiểu của a thì mọi người chỉ cần ghi như này. À, thì nó sẽ in ra gì, nó sẽ in ra là string, nghĩa là nó đại diện kiểu là kiểu chuỗi. À, string đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ sửa đây thành số đi nào, 3 number, bây giờ mình sẽ sửa đây thành true false đi, true false thì đấy false nhá. Đó, thì nó sẽ là kiểu gì, nó là kiểu boolean, thì đây là cách để kiểm tra kiểu dữ liệu của một cái, thì mọi người có thể sử dụng toán tử child, toán tử child. Ok thì đấy là mình rồi. Còn cái câu hỏi bạn Thăng thì mình đang chưa hiểu ý lắm. À, bạn Thăng có thể làm rõ ý cho mình đúng không nhỉ? Bỏ các biến là sao? Bỏ qua là sao? Ý là bạn bạn muốn chạy cái gì mà bạn bỏ qua được, bạn muốn bỏ qua. Alo.
Đổi, bạn thắng rồi. Ồ, bạn thắng không thấy luôn. À, nói lại cái thay hợp á, ok, để mình nói lại nhá. Nghĩa là trong trong CS ấy, thì mọi người có khá nhiều cái dạng kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu nhá, đây kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu là gì? Kiểu dữ liệu nó sẽ là một cái kiểu đại diện cho một cái dữ liệu mà một cái biến đang cầm là kiểu. Mình tao sao ta? Đại diện cho một biến, đại diện cho giá trị kiểu của đại là kiểu đại diện kiểu của giá trị, của giá trị đại diện cho một biến đang đang sử dụng, đang sử dụng thì nó có những kiểu dữ liệu nào, thì nó sẽ có những kiểu như này. Đấy, kiểu đầu tiên là kiểu số, thì mọi người sẽ dịch ra cái hiểu là năm bờ, năm bờ nhá, kiểu số là năm bờ. Kiểu thứ hai là kiểu chuỗi, nó sẽ là string, string thì gọi là kiểu chuỗi. Thế là cái năm bờ thì đây mình ghi ví dụ ngay bên cạnh nhá. Số thì nó có thể là số không này, hay là 0.1 này, hay là phẩy này, trừ một này. Đấy, thì đây gọi là các cái kiểu số. Ừ. Tiếp theo thì là string. String là gì? String nó sẽ là chuỗi, nó là các cái như kiểu là hello. Đấy, nó các cái đóng trong dấu ngoặc ấy thì nó gọi là chuỗi. Đấy. Link đấy, thì đây gọi là các cái chuỗi mọi người nhá. Ừ. Kiểu thứ ba là gì? Kiểu thứ ba nó sẽ là kiểu đúng sai, kiểu logic. Đấy là boolean. Đó, boolean. Thì nó sẽ là hay thì nó đặc biệt là nó chỉ có hai cái thôi, đấy là true hoặc false thôi. Ông này chỉ có hai giá trị, đấy là true hoặc false. Ừ. À, còn một kiểu, còn kiểu nữa, đấy là kiểu thì đây, đây là ba kiểu dữ liệu cơ bản mà mọi người có thể là gặp phải khá là nhiều. Đó. Thì trong JS ấy, thì nó một còn một kiểu phức tạp hơn, thì nó gọi là kiểu phức tạp, thì hay còn gọi là object mọi người nhé, dạng là object. Đó, thằng này thì nó phức tạp hơn, thì đoạn cuối mọi người mới sẽ được tìm hiểu. Đấy, đấy là object. Thế thì bây giờ ví dụ như mọi người đang, ví dụ như thằng A này, nó đang cầm một cái giá trị là false, thì kiểu dữ liệu của nó ấy, nó sẽ hiểu là boolean mọi người nhé. À, đấy, kiểu dữ liệu của nó là boolean, còn giá trị của nó sẽ là cái giá trị này là false. Đấy, thì nó là kiểu dữ liệu thì mọi người cứ hiểu là cái thay hợp nó sẽ là đi đi kiểm tra xem là kiểu dữ liệu của nó là gì, nó lấy ra cái kiểu dữ liệu đấy. Ừ. Thì đây, boolean này. Đấy. Đây, hay là bây giờ mình sửa lại thành là 0 chấm trừ 0.2. Thì đấy, mọi người nhìn thấy 5 bờ chưa? Ừ. Hay là 3 đi chẳng hạn. 5 bờ. Đấy, ok chưa? Thì đấy là về cái toán tử thay hợp. Rồi. Ok chưa nhỉ? Toán tử thay hợp là ok chưa? Ok rồi, thì anh em cho xin con 1 nhỉ? Mình có mình được cái là mình khá là hứng thú cái việc là về cái vòng lặp, nên là mình có nhiều thứ để nói cho mọi người lắm. Ok rồi, thì mọi người gõ một nhé. Alo. Rồi. Ok, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ đi đến giới thiệu cho mọi người cái này. Đấy là vòng lặp for ấy. Quên chưa, vừa nãy chưa nói về cái vòng lặp for ấy. Thì mọi người để ý là cái phần bên trên này nó sẽ có 3 phần đúng không? Đó. 3 phần thì nó cách nhau bởi hai dấu chấm phẩy, cách nhau bởi hai dấu chấm phẩy. À. Thì mình có thể tạo một cái vòng lặp vô hạn như thế này. Đấy là 3 phần này nhá, có thể hoàn toàn là mọi người cho nó thiếu đi được. Hoàn toàn mọi người cho nó thiếu đi được nhá. Xóa này. Ở đây mình thử cái unlock. Ok luôn.
Đây, mình sẽ chạy phải và mình thực hiện là phải tắt đi luôn đấy. Không là nó sẽ bị đơ đấy mọi người ạ. Đây nó vẫn đang xoay này. Chưa đơ máy đó. Đấy, nói chung là nó sẽ là một cái vòng lặp vô tận đấy, nên là khi chạy nó sẽ bị đơ đi đấy, bởi vì là nó không biết cái điểm điểm dừng của nó, nghĩa là nó không có cái điều kiện dừng ở đây này. Đó. Nếu mà bây giờ mình đặt đây là full một cái, thì có phải là cái giá trị thứ hai là nó sẽ kiểm tra là cả về true và false không? Nên là lúc này nó sẽ không in ra cái gì cả. Nó sẽ không in ra gì cả. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Thì đấy, nên là cái vòng lặp for ấy, thì mọi người sẽ chỉ cần là có hai dấu chấm phẩy, nghĩa là nó làm sao đấy là để nó chia đủ cả ba phần thì là nó sẽ đúng cú pháp. Đấy. Nhưng mà anh em chú ý là nếu mà ít ai sử dụng cái này lắm, bởi vì là nó là cái vòng lặp vô tận đấy. Đấy. Thì đấy là cho mọi người biết cái vòng lặp for như thế, nó là có thể ghi như này. Tự dưng này hôm nào anh em thấy này, tự dưng cú pháp như này làm một vài bài quiz này, tự dưng thấy này nó bảo là sai thì không phải đâu, đúng ấy nhá. Ok rồi, thì đấy là về vòng lặp for. Tiếp theo là đến vòng lặp while. Vòng lặp while thì vòng lặp while nó sẽ khác vòng lặp for, nghĩa là vòng lặp for thì gồm khá là nhiều phần, nhưng vòng lặp while thì nó chỉ quan tâm đến duy nhất một thứ, chính là điều kiện nào đó. Thì thật ra là mọi người lắm while này, do while này hay là for ấy, thì mọi người cũng chỉ cần là lắm một trong ba thằng thôi. Đấy là mình không khuyến khích là cái việc là mọi người chỉ học một cái thôi nhá. Nhưng mà mình sẽ, nếu mà mọi người thấy cái nào kiểu là mình thành thạo nhất ấy, thì mọi người có thể sử dụng, hoặc là mọi người thích kết hợp được tất cả thì càng tốt đấy. Bởi vì là ba vòng lặp, loại ba loại vòng lặp này hoàn toàn có thể biến đổi cho nhau được, hoàn toàn mọi người có thể thay thế cho nhau được hết. Nên là dù thế nào thì cũng viết được thôi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ giới thiệu vòng lặp ngoài nhé. Thì mọi người cứ lấy cái vòng lặp nào mọi người ưa thích thôi. Đấy, ví dụ như là mình in từ 0 đến 10 đúng không? Mình hoàn toàn mình viết được vòng lặp while này, y bằng 0 này. Sau đó trong đây mình sẽ y nhỏ hơn 10. Đó. Mình nốc ra y như này chẳng hạn. Đấy. Đây này. Em quan sát. À, mình thấy rồi, mình thiếu. Thiếu cái gì? Thiếu y công cộng ở bên dưới này nhá. Nghĩa là sau mỗi lần thì phải công cộng lên. Tắt cái này đã. Từ máy đấy mọi người ạ. Vừa nãy mình đang bị vòng lặp vô tận đấy, bởi vì là mình không có cái tăng này á, thì nó không có phải là mãi mãi nhỏ hơn 10 không. Thì đây, vòng lặp while thì cái nó chỉ cần là quan tâm đến cái điều kiện dừng của nó là cái gì thôi. À, đấy. Đấy là vòng lặp while. Đấy, thì in ra tương tự. Thì thật ra là mọi đấy mình hoàn toàn mình đây. Mình hoàn toàn mình biến đổi được mà. Đấy, mọi người thấy không? Thì đấy là về vòng lặp while. Thì mọi người sử dụng vòng lặp nào cũng được. Đó. Tiếp theo là đến vòng lặp do while. Đến vòng lặp do while. Vòng lặp do while. Do while là gì? Thì cú pháp của vòng lặp do while là như này, là do này. Sau đấy thì trong đây mọi người sẽ thực hiện một cái gì đấy, lốc y. Thì đây bây giờ mình ví dụ mình vẫn in ra từ 0 đến 10 nhé. Let y bằng 0. Sau đó lốc y. Sau đó là while. Y nhỏ hơn 10. Ở trong đây thì mình thêm y công cộng nữa. Y công cộng. Thì mọi người xem nhé, quan sát nhé. Nó vẫn in ra từ 0 đến 9. Nó vẫn in ra từ 0 đến 9. Vậy thì vòng lặp do while này nó khác gì? Do while. Do dịch ra nó sẽ là làm. While thì là khi, nghĩa là mọi người sẽ làm cái có đoạn đoạn điều kiện thực thi này, làm cái đoạn code thực thi này với một cái điều kiện nào đấy. Nhưng mà có một cái đặc biệt, đấy là nó sẽ đảo cái gọi là cái thực thi lên trên đấy. Tại sao như thế? Thế bây giờ mình thử để y nhỏ hơn trừ 1. Y nhỏ hơn trừ 1. Thì anh em quan sát này. Nó in ra số 0. Vậy theo mọi người, vòng lặp while này, nó do while này, nó có gì đặc biệt? Điều kiện sai nhá, điều kiện hoàn toàn sai nhá. À, không này. Không, lúc này đến đây nó còn thực hiện nó tăng lên rồi cơ. Nghĩa là đến đây nó thực hiện nó tăng lên 1 rồi cơ. Đấy, à, xong rồi 1 nhỏ trừ 1 chắc chắn là sai đúng không? À. Nhưng tại sao nó vẫn sai? Thì mọi người thử comment xem cái do while. Theo theo ý hiểu của mọi người, theo mọi người nghĩ ra ấy.
thì nó khác gì so với các vòng nạp tiền? Nó khác gì? Đây, vòng nạp blue wire đây. Mặc dù mình để điều kiện sai nhá, điều kiện sai. Ừ. Có phải là đâu, không nhỏ, nhỏ hơn trừ một, nghĩa là không thì lớn hơn trừ một rồi. Đó, điều kiện sai, tại sao nó vẫn thực hiện? Có ai biết không? Có ai nghĩ nào, bây giờ một bạn thử đưa cho mình một cái ý hiểu mình cùng với các bạn về cái vòng lặp đu hoài. Đoán đấy nhé, mình không bắt buộc phải đúng đâu nhé. Nào, vòng lặp đu hoài này khác gì so gì? Thường thì nó sẽ so sánh hoài với cái đu hoài. Hoài với đu hoài. Ừ, đúng rồi đấy. Bạn bảo thang đúng nha. Vòng lặp đu hoài thì vòng lặp ngoài thì chắc chắn là nó sẽ kiểm tra điều kiện trước đúng không? Khi mà thực hiện y nhỏ hơn 10 thì tôi mới thực thi. Nên là chắc chắn là y mà ở đây mà nó phô một cái, khi phô nghĩa là khi sai một cái thì nó sẽ không thực hiện. Nhưng ở đây thì khác, ở đây thì khác. Nghĩa là nó sẽ thực hiện ít nhất một lần. Đó, vòng lặp đu hoài. Thì nhất một lần. Ít nhất một lần. Dù đúng hay sai. Dù điều kiện đúng hay sai. À, nghĩa là dù true hay false thì nó cũng thực hiện ít nhất một lần. Thì nếu mà đúng thì nó có thể thực hiện nhiều hơn một lần. Nhưng mà còn sai thì nó ít nhất nó cũng thực hiện một lần. Thì đấy là về vòng lặp ngoài, đu ngoài. Đó, nó cũng không khá, quá là khó hiểu đâu. Thì đấy là ba cái loại vòng lặp mà mọi người đã mọi người biết, mình đã giới thiệu, mình nhanh đã giới thiệu cho mọi người. Đấy là ba vòng lặp này. Đó. Và ba loại vòng lặp này thì mình thấy là các cái ngoại ngôn ngữ lập trình ấy, hầu hết nó cũng có khá là nhiều. Đấy, có khá là nhiều. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái nữa. Đấy chính là cái này. Vòng lặp lồng nhau. Nốt cái này nhá. Sau đấy là mình sẽ đi chữa bài cho mọi người nhá. Vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp lồng nhau là như nào? Ví dụ như mình có một cái là vòng lặp for y y bằng 0, y nhỏ hơn 5. Sau đó là for y tiếp for gì nhá, hai cái biến này phải khác nhau đấy nhá. Đấy là cách để mọi người y vòng lặp lồng nhau. Y nhỏ hơn mười đi, sau đó là con số log. Hello. Nào, mọi người comment ở đây mình để từ 1 đi, từ 1 cho nó dễ đếm nhá, nghĩa là nhỏ hơn bao, nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu ấy thì nó sẽ là bấy nhiêu số luôn. Đúng rồi, mọi người. Chữ Hello World được in ra bao nhiêu lần? Anh em thử đoán thôi. Thì đây là vòng lặp lồng nhau. Theo mọi người, chữ Hello World được in ra bao nhiêu lần? Anh em comment đi, đoán đi. 5 hay 10 hay là một đáp án là 50. 50. 50. 50 có phải con số chính xác? Thử đi xem nhá, thử xem thì 50 có phải số chính xác không? Thì đây, đúng là 50. Vậy thì nó chạy như nào mà nó lại ra được 50 lần? Đó, nó chạy như nào mà nó ra được 50 lần? Thì thật ra vòng lặp thì nó cũng khá là dễ hiểu thôi. Đấy là mọi người ví dụ nhá. Phát đầu tiên này. Nó chạy y bằng 1 đúng không? Xuống đây. Nghĩa là vào trong y bằng 1 nó kiểm tra này. Y có nhỏ hơn bằng 5 hay không? Ok, trường hợp y nhỏ hơn 5 bởi vì là 1 nhỏ hơn bằng 5 đúng không? 1 nhỏ hơn 5 nó chả về phu mà, chả về chu mà. Về chu thì có phải nó thực hiện đoạn code bên trong của cái vòng lặp này không? Đó. Thế thì ở đây nó sẽ thực hiện là gì sẽ bằng là
một à, vào đây nó thực hiện nó chạy for tiếp thôi à, g bằng một sau đấy thì à, nó lại kiểm tra tiếp là một xem có nhỏ hơn bằng 10 không đấy. Sau đấy nó thực hiện là ok một có nhỏ hơn bằng 10 đấy, một có nhỏ hơn bằng 10 nên lúc này nó sẽ in ra cái chữ hello world đầu tiên đấy chính là à, với g bằng một nó sẽ in ra chữ hello world đầu tiên đấy. Sau đấy tiếp theo nó có ra ngoài vòng lặp nó tăng lên 2 không thì câu trả lời là không, mọi người sẽ phải thực thi hết tất cả các câu lệnh có ở bên trong vòng lặp bên trong đã rồi nó mới nhảy đến vòng lặp bên ngoài đấy. Nghĩa là ở đây mọi người sẽ phải chạy hết tổng là 10 lần đấy, mọi người sẽ chạy chạy hết 10 lần sau đấy thì mình mới thực hiện là có phải là hết 10 lần đầu tiên thì mình sẽ thực hiện là hết được cái vòng lặp for này không, hết vòng lặp for này nó ra thực hiện nó lại tiếp tục nó tăng lên này tiếp đó, nó nhận ra là hai vẫn nhỏ hơn bằng năm, hai vẫn nhỏ bằng năm, tiếp tục nó vào đây nó lại thực hiện 10 lần tiếp thì đấy nó cứ chạy đi chạy lại 10 lần như này là 5 lần 5 nhân 10 là 50 thì đấy là về vòng lặp for đấy. Rồi bây giờ mình sẽ giao cho mọi người một cái bài nhé, là in ra bảng cửu chương 5 5 nghĩa là như kiểu là 5 nhân 1 bằng 5 rồi 5 nhân 2 bằng 10 chấm chấm đến 5 nhân 10 bằng 50. Đấy, mọi người thử in ra đi. Con số lốc ra từng dòng một cái là dòng thế này. 21 năm. À, anh em thử nghĩ, mình sẽ để mọi người là đến 24 mọi người nhá, 5 phút đi. 5 phút. Ai xong rồi thì mọi người có thể gửi bài lên. Anh em mà gửi bài đầu tiên thì xong thì mình sẽ để hết 5 phút mình trước. Nào, mọi người thử làm bài in ra bảng cửu chương 5 này đi.
Ồ. Mình văn minh đây à? À, đây là mình gợi ý cái làm cái bài là năm vừa lấy mình quên mất mình bật mic. Đấy là mọi người sẽ in ra bảng kiểu chương năm. À, mọi người sẽ thực hiện là chạy for như này và mục tiêu của mình là in ra cái bảng này cơ. In ra cái bảng như này cơ. Đó. Các bạn làm thì cũng đúng rồi nhưng các bạn đang in ra mỗi kết quả thôi. Ví dụ như là mọi người in ra mỗi năm với 10 với cả 15 20 thôi. Chứ mọi người đang in đúng thì nó sẽ là 5 nhân 1 5 nhân 2 5 3 4 này. Đấy. Thì mình sẽ sử dụng cái việc cộng chuỗi như này. Đấy, để mình làm cái phép là tính tích. Đó. Rồi, thì mình sẽ chạy từ 1 đến 10 thôi. Sau đó mình thực hiện là let tích bằng 5 nhân y. Sau đó mình thực hiện là 5 cộng với cả cái dấu nhân. Sau đó là cộng với y cộng dấu bằng. Có phải là bằng tích không? Đấy. À, in ra bằng kiểu chương là bao nhiêu lần á? Thôi, đấy. Đề tiếp theo là mọi người sẽ có được là mọi người sẽ biết là áp dụng hai vòng lặp nhá. Đây mới một vòng lặp thôi thì mình gợi ý thế. Tiếp theo là in ra bảng kiểu chương. Đây, bài này chắc chắn cần hai vòng lặp luôn. Bài này chắc chắn cần hai vòng lặp. Đây, mọi người thử làm bài này đi. Không dễ mà không khó. Nếu mà mới học for thì hai for thì cũng không dễ mà cũng không khó. Cho anh em 5 phút thử in ra bảng. Đề sẽ là đề chuẩn nhá, là in ra bảng kiểu chương như thế này. Bằng con số log thôi. Đó. Kiểu 1 nhân 2, 1 nhân 3, 1 nhân 10. Sau đấy thì nó thực hiện là lại 2 nhân 1, 2 nhân 2, 2 nhân 3, 4. Đó. Đúng rồi bạn Huy. In ra như này. Bảng kiểu chương như này. Đó. 1 x 1, 1 x 2, sau 1 x 10. Sau đấy nó quay trở lại tiếp là 2 x 1, 2 x 2, 3, 4, 2, 5, 10. Cứ như thế chạy cho đến 10. Ok chưa nhỉ? Hiểu đồ bài chưa nhỉ? Đấy nhá, mọi người làm in ra cái định dạng kiểu này nhá. In ra cái định dạng kiểu này nhá, chứ không kiểu là in mỗi kết quả đâu nhá. Mọi người cần ngắm cốt đây là mọi người cần ngắm gì? À, thế này mình để cốt đi. À nhà bạn Thanh đi rồi. Ok nhá, đúng rồi, bạn Thanh. Sao lại từ 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 cái chỗ led kết quả sẽ lại bằng 5 nhân gì nhỉ? Thanh có sửa gì không? Chỗ kết quả kìa, KQ, chỗ KQ bằng 5 nhân gì, sao lại bằng 5 nhân gì? Mãi mãi bằng 5 nhân gì à? Thế là vẫn mà kiểu đang tính sai đấy. Thế đang tính sai đấy. Nếu mình không nhầm thì phát đầu tiên nó sẽ in ra là 5 nhân 5 bằng với cả mà đâu nhầm nó in ra là 1 nhân với cả 1 bằng 5. Ok bạn sửa lại xong rồi bạn gửi lại code nhé, anh em khác có thể tham khảo. Đấy, vòng lặp mà hai vòng lặp nó cũng hai vòng lặp này thì in bảng chương này cũng đơn giản thôi. Tí nữa còn mấy cái bài nó khoai khoai nằng đau đầu mọi người ạ. Mấy cái bài in tam giác các thứ là đau đầu đấy. Đúng rồi. À, Văn Thanh đúng đấy. Rồi bạn Thanh gửi đáp án rồi thì mình làm mình giải thích luôn nhá. Mình làm giải thích luôn nhá. Bạn thi của bạn thi
của Văn Thi là đang làm bài Văn Thi thì không đúng đâu nhé. Bài bảng đúng rồi, không in ra. Bởi vì sao không in ra? Bởi vì là bạn đang đưa cái document.write 5 nhân y ấy ở bên ngoài, bên ngoài vòng lặp. Đây mình bạn nhìn lên đây là mình sẽ chỉ lỗi cho bạn luôn này. Bạn nhìn lên, mình copy bài bạn vào nhá. Copy bài bạn vào này. Đây, mình sẽ chỉ cái lỗi cho bạn luôn này. Thứ nhất, bạn muốn in ra là 5 nhân 1, 5 nhân 2, 5 nhân 3 đúng không? Thì bạn phải đưa vào trong cái đây chứ, thì nó mới thực hiện, nó lặp, nó mới in ra được 5 nhân 1, 5 nhân 2, 5 nhân 3 chứ đúng không? Đó, nên là bạn cần phải đưa cái thằng này vào trong đây. Với cái thứ hai là nó sai, tại sao nó còn không chạy ra đúng không? Bởi vì sao? Này nó còn báo luôn này. I not define I. Đó. Bây giờ ví dụ như là cái vòng for của bạn trên đây. Cái biến y bạn khởi tạo trên đây, biến a bạn khởi tạo trong đây, vậy ra ngoài đây y với a nó sẽ không biết là cái gì, bởi vì cái này nó chỉ tồn tại duy nhất ở trong cái vòng for này thôi. Nó không thể là tồn tại bên ngoài nhé, bởi vì bạn chỉ khởi tạo trong cái khối này thôi mà. Thế nên là bạn sẽ cần phải đưa cái này vào đây thì nó sẽ in ra rồi, in ra rồi nha bạn. Cộng thêm cái br vào nữa thì nó sẽ là Đã, ok chưa? Anh Thi ok chưa nhỉ? Sửa lại bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ chữa cái bài in ra bảng kiểu trương từ 1 đến 10 nhé. Bảng kiểu trương từ 1 đến 10 đúng không? Thì mọi người sẽ quan sát lại cái bảng kiểu trương này. Mình quan sát lại bảng kiểu trương này. 1 x 2, 1 x 3, 1 x 1, 1 x 2, 1 x 3. Sau đó lại 2 x 1, 2 x 2, 3 x 1, 3 x 2. Đấy, lên là chắc chắn là mọi người để ý cái biến đầu tiên này này, có phải nó tăng lên đúng không? Đấy, nên là mình sẽ vứt nó là cái y ở bên ngoài, mình sẽ for y. Y sẽ bằng một y nhỏ hơn hoặc bằng 10. Chứ có phải là mình có được một như kiểu mình muốn là 1 nhân 1, sau đó là 1 nhân 2, 1 nhân 3, 1 nhân 4 đúng không? Sau đó là 2 nhân 1, 2 nhân 3 đúng không? Thì nó sẽ là có được rồi. Tiếp theo là đến cái để thực hiện là nhân 1 nhân 2 nhân 3 này này. Đó. Làm sao đấy để thực hiện là cái bên 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 phải tăng mà lại không ảnh hưởng đến cái bên trái. Thì mình chỉ có cách là thêm một cái vòng lặp ở đây nữa. Đấy. Z bằng gì? Z sẽ bằng là một cũng nhỏ hơn hoặc bằng 10 luôn. Sau đó mọi người thực hiện là log y này, sau đó là cộng với cả dấu sao. À đây mình khởi tạo một cái biến tích đã. Left. Thì có phải tích nó sẽ bằng là y nhân z không? Y nhân gì? Y sao z như này. Đấy. Sau đó thì mọi người lại in ra như vừa nãy thôi. Y sao z, sau đó là cộng với thêm dấu cộng nhé. Cộng tiếp với cả dấu bằng, sau đó là cộng với cả tích. Đó, thì nó sẽ in ra được là 1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, 1 x 1 này. À, đến 1 x 10 nó lại thực hiện, nó tăng cái y này. À, thì đây mình giải thích lại cái vòng lặp này nhé. Đây, có phải đầu tiên là y bằng 1 đúng không? Y bằng 1. Vào đây, nó sẽ chạy vòng cái là vòng lặp bên trong. Thì có phải lúc này là z sẽ bằng là 1 luôn không? Thì cũng phải vào đây là nó sẽ in ra là 1 x 1 bằng 1 không? Đúng chưa? Sau đấy nó có phải là nó ra luôn vòng lặp bên ngoài là tăng một cái y không? Thì câu trả lời là không, nó sẽ thực hiện là nó tăng cái z lên. Đấy, nó có phải là z lúc này tăng lên 2, bởi vì nó phải chạy hết cái vòng lặp bên trong mà. Nên lúc này là 1 thành là 1 x 2 bằng, lại tiếp tục là in ra 1 x 2 bằng 2, sau đó lại tăng lên là 3. 3, sau 1 x 3 bằng 3. Nó tăng như vậy cho đến là 10. À, sau đó là 1 x 10 bằng 10. Rồi. 10 10 10 sau đó làm gì? Nó lại tăng lên là gì, lên 11. 11 thì lúc này nó kiểm tra là a 11 không nhỏ hơn 10 nên nó trả về false. Nghĩa là cái vòng lặp bên trong này kết thúc nó chỉ in ra đến 1 x 10 thôi. Nó lại vòng ở đây, nó tăng lên là y bằng 2. Vào trong đây, nó lại quay trở lại cái bước ban đầu, nó khởi tạo lại y gì mà, nó khởi tạo lại gì mà. Nếu ngoài lúc này gì lại quay lại bằng 1. Nên là lý do tại sao mọi người lại thấy là in lại là 2 x 1 bằng 2. Đấy. Thì hai vòng lặp. Thì thường ấy là mình làm bài toán nào ấy thì người ta cũng hướng đến
tối đa nhất, hầu như tối đa nhất cũng chỉ là 2 vòng lặp thôi, ít ai làm 3 vòng lặp 4 vòng lặp lắm, bởi vì là càng nhiều vòng lặp thì cái độ phức tạp của nó càng cao hơn và cái thời gian chạy của nó sẽ lâu hơn, bởi vì nó tăng ấy, nó sẽ tăng là tăng theo cấp số nhân mọi người nhé, tăng theo cấp số nhân. Đó. Đề sai á, sai đề sai. In ra bảng kiểu trương đúng mà. À dễ sai à? Mình tưởng là đề sai. Đúng rồi, nó khá là dễ sai đấy. Nó không phải là dễ, nó kiểu nó dối, nó khá là dối, đúng rồi. Nó dối quá là làm mình kiểu bị mông lung mà. Nên là thường ấy là nó sẽ đến 2 vòng lặp thôi. Thường đến sẽ 2 vòng lặp. Thì đấy, mình đã giới thiệu xong mọi người 2 vòng lặp rồi. Thì bài trên bài tập trên đây, không biết anh em có bài là cần chữ không nhỉ? Ôn cũng ký ký rồi đấy. In ra tổng các số chia có 3 bài, thôi mình chia luôn 3 bài nhá. Chia luôn 3 bài mọi người nhá. In ra tổng các số chia hết cho 6 từ A đến B. Để in ra bàn cờ. Linh ơi, khoan, Vâng. em mở lại cái code của cái bài bài bản kiểu trương á. Đây, cái Sao đây chị. nó giống như nó bị chạy vô hạn, máy nó treo. Chị tắt đi, chị tắt đi đã. Chị tắt Chị chưa? tắt. Ok, chị share màn hình em xem nào. Đấy. Rồi. Có một ví dụ luôn mọi người ạ. Để in ra bàn cờ vây á, à, cờ được không á? Dùng một lập á. Dùng một lập in ra được bàn cờ. Nó thật ra là cứ cái gì có vòng, cứ cái gì có mà có kiểu là một cái gọi là cái bài đấy thì nó sẽ dùng vòng lặp, nó sẽ phức tạp nhưng mà dùng được, mà các bạn chỉ cần nhìn thấy nó có một cái quy luật nào đấy thì là mình sẽ dùng được vòng lặp, cứ có một quy luật nào liên tiếp nhau ấy, thì nó sẽ có vòng lặp như kiểu in ra từ 1 đến 10. Từ từ dấu chấm phẩy chị đưa sai chỗ kìa. Cái này ha, Đúng không? Thì chị đưa ra ngoài đi. Phải chấm phẩy bên ngoài chứ. à bên ngoài này À đúng rồi. à, À, được chưa, sai gì đâu. Thế thôi. chạy thử nha, sợ nó bị Sai gì treo đấy. Không phải sợ. Em đây không phải chịu người sợ. rồi Đâu chị chuột phải nào. trượt phải không được thôi. À chị thế chị x đi. Hay là chị đang có cái vòng lặp vô hạn bên trên nhỉ? Chị x Có đi thể chị chưa comment cái vòng lặp bên vô hạn bên trên là cũng cũng dở đấy. À, chị mở lại nào. À, chị kéo lên bên trên là xem là có cái vòng lặp vô hạn nào. À, đâu có vòng lặp vô hạn nào đó. Rồi chị kéo xuống dưới. Con sơn ốc y nhân di vì sao y a nhìn thấy rồi, dòng 41 dòng 41, ok. y cộng cộng kìa. Y À, cộng. chị đây nhá, để em giải thích nhá. Dòng Ừ. 41 thì chỉ có để là y di nhỏ bằng 10 đúng không? Nhưng bên Đúng kia là rồi. chị đang tăng tăng là tăng y. Tăng y thì chị không tăng di. Nên là Vậy cái là di nó mãi mãi nó là 1 và nó mãi mãi nhỏ hơn 10, nên lý do tại sao nó vô hạn là như vậy. Nên không có cho y cộng cộng ha. chị chỗ đấy phải là di cộng cộng chứ. Bởi vì À là di cái cộng. vòng lặp bên trong, vòng lặp bên trong thì nó tăng di thì nó ảnh hưởng đến cái vòng lặp bên ngoài đâu. Đó. À rồi, hiểu hiểu. Ok chưa chị? Chạy thử nha. Chạy thật đi. Thật luôn. Ok, Ờ chưa có phải. cái được rồi đấy. Được rồi. Con Sơn. Ngon Ok. anh. Ngon Ok. lành rồi. Rồi cảm ơn. Đấy, để ý đấy. Mọi người để ý là tăng cái nào, giảm cái nào, điều kiện các thứ nhá. Rồi. Lát nữa cuối giờ mình sẽ chữa luôn một thẻ mọi người nhá. Đấy, cuối giờ mọi người giờ mình sẽ chữa được một thẻ. Bạn nào chưa làm bài hay là đây mình thấy 16 người nộp thì khác là anh em làm rồi. Mọi người có thể là làm cái bài này, bài tiếp theo này. Là đây, bài tính dây thừa này. Dây thừa là như nào? Là in kiểu là tích, ví dụ dây thừa của 5 nó sẽ là 5 x 1, 5 x 5, 5 x 1 x 2 x 3 x 4 ấy, nhân 5 ấy. Đấy gọi là dây thừa. Anh em có thể search cái dây thừa nhá. Còn cái bài bài 3 này thì mình gợi ý là dùng con số lốc để in nhá. Thì mọi người chắc chắn là phải có vòng lặp lồng nhau đấy. Thì mọi người có thể nghĩ. Hoặc là mọi người làm cái bài là hiển thị các số nguyên tố đầu tiên.
Đây, hiển thị các số nguyên tố đầu tiên. À, thì mình cuối giờ đến tầm 8 giờ 45 nhé, tầm 8 giờ 45 mình sẽ chữa. Chữa một loạt luôn. À, in ra cái nào in ra? Có chứ, có in ra chứ. Có in nhá. Đây, bài này nhá. Đây, bài này sẽ in ra dây thừa này. Bài đầu tiên in ra dây thừa thì anh em search dây thừa là gì? Thì mình gợi ý nó là kiểu là 5 nhân 1, à, ví dụ như dây thừa của 5 nó sẽ là 5 nhân 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 ấy. Còn in ra tam giác này ấy, thì mình sẽ chữa, lăn mình cũng chữa luôn. Thì, mình gợi ý là mọi người sẽ không phải in ra cái web nhé, mà mọi người dùng lốc cho dễ, nó cũng tương tự thôi. Tại vì in web nó có một cái số vấn đề thì không in được dấu cách ấy, nên là nó khó khăn hơn. Nên là mọi người sử dụng cái con số lốc, mình gợi ý thế. Thì nếu mà khó quá thì anh em có thể chuyển sang cái bài này, anh em xem trước. Đó. Đây. Hoặc là anh em luyện tập lại các cái mà mình vừa chỉ nhá. Rồi, 8 giờ 45 mình sẽ chữa bài mọi người nhé. À, có lỗi hay là có câu hỏi nào thì mọi người có thể bật mic lên hỏi vào chat nhé. Thầy ơi, em Ơi. hỏi một tí, em hỏi một chút về bài tập lúc trước được không? Bài tập mà hôm trước. Vâng. Ừ, rồi. Em sau sau màn hình. Ok. Này, bạn xem đi. Khi em để cái dạng in ra một lần này thì nếu mà chạy thì nó vẫn chạy bình thường. Đâu cái lúc mà em để sang cái dạng in ra để cái input ra màn hình thì nó lại không, nó chỉ in ra một số. Chỉ in ra một số. Vâng. À. Rồi. Ok, in ra số cuối cùng đúng không? Để mình Không. à đó, in ra Đấy. hết đi. Hết rồi. À đâu, từ từ bạn vẫn phải nhập cái, bạn nhập bằng cái đi, bạn nhập bằng 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 hà bằng đấy đúng không, nhập đấy đi. À, Từ bạn bật comment cái đấy đã, comment cái cho nhập bằng Chrome đi đã. Đúng không? Ok đây, đây đúng rồi. Nhập comment đi. Ok, rồi bạn chạy lại đi. Đi đi đi. Đúng rồi. Nhập 2. À, ok nhập rồi ý là rồi, một số ý là đấy. số cuối cùng đúng không? Vâng. Bởi vì sao, bởi vì là cái result của bạn ấy, à, cái đây là cái, có phải là bạn bạn document ghép bài đi cái KQ đúng không, thì nó sẽ thực hiện đi thực hiện lại, nghĩa là nó vẫn thay cái số là 6 này, sau đó 12 này, nhưng mà nó sẽ chỉ thay cái đến cái cuối cùng thôi, bởi vì là nó không, bạn phải làm sao để cộng dồn cái chuỗi đây lại cơ, sau đó mình mới in, chứ không thể nào mà bạn thực hiện là bạn in luôn ở trong đây đâu. Nó không giống cái document.write đâu nhá. Nó khác đấy. Bạn phải dùng cái document.getby đi thì nó sẽ đặc biệt như vậy. Ok thì lát nữa mình sẽ chữa cái này luôn. Hướng dẫn cái cách để cộng dồn cái một cái chuỗi này. Thì mình hướng dẫn là cộng dồn nha, anh em thử nghĩ xem. Rồi của bạn mình xem là của bạn bạn thi nào. Đoạn code làm sao à? Bạn thi xem màn hình như mình đúng không nhỉ? Bạn Huy thì cứ hiểu là nó đang bị đè chuỗi lên đấy, kiểu chuỗi sau đè chuỗi trước đấy, là nó không dồn vào được ấy. Ok, bạn thi xem màn hình nhé. Hình như mình nhìn lỗi được của bạn bạn thi luôn đấy. Cái BR cuối của bạn thi ý, bạn cũng phải bọc vào trong chuỗi bạn nhé, bạn cũng phải bọc vào trong chuỗi, bạn không thể để nó bên ngoài gì đâu, cứ ở trong JS thì là mình sẽ cần phải các cái như thế, bạn sẽ phải đưa vào chuỗi là được, đúng đấy, bạn chỉ cần đưa vào cái BR vào trong chuỗi là được. Rồi, anh em làm bài nhá. Bạn thi dân tử thử xem được không? Được thì không bảo mình nhé.
Alo alo chưa bà mọi người nhá. Alo alo. Nghe tập trung chưa? Mình chưa bài mọi người nhá. Không làm được bài nào luôn à. Ok thì chưa nha. Rồi bài tắm lá khoai á, thì khoai đầu tiên thì là in ra tổng các số chia chết cho 6 từ A đến B, nghĩa là mọi người sẽ nhập vào A đến B, sau đấy thì mọi người sẽ thực hiện là tìm ra các số chia chết cho 6 đúng không? Thì cách đơn giản thì mình nghĩ là cách đơn giản thì mình sẽ chữa cái cách bằng nhập vào ô input mọi người nhé. Đây. Đây, thì mình ở đây mình có hai ô input này. Để mà lấy được dữ liệu từ ô input này thì mình sẽ đặt thêm một cái ID là A. Đó. Sau đó mình tạo một ô input nữa thì ở đây là B. Thì đây mình flex holder thêm một cái. Thêm flex holder là để thực hiện là hiển thị cái tiêu đề của cái input mọi người. A này. Rồi. Flex holder B. Ok. Nhập A. Sau đấy thì nhập B. Thêm một cái BR đúng không? Rồi, mình xây xong sao diện rồi. Thì mình sẽ đi chạy này. A và B. Đó, mọi người thấy chưa? Tiếp theo thì mình sẽ đi thực hiện là xử lý để làm sao để nhập vào AB để lấy được AB đã. Cứ lấy được AB rồi tính tiếp. Thì để mà lấy được AB thì mọi người sẽ xử lý ở trong thằng JavaScript. Thì mình sẽ tạo một cái function sâu đi. Rồi. Đấy, ở đây mình có một cái ô input. À, một ô button. Nhấn. Thì ở đây mọi người sẽ nhận vào hai cái A và B đúng không? Thì mình cứ bắt về A bằng cứ thêm dấu cộng vào trước nhá. Document.get element by ID chuyển A vào này. Chấm value. Thì để lấy giá trị của ô input đấy. Tiếp theo thì mọi người sẽ lấy cho thằng B này. Rồi, sau đấy thì mình alert ra A phải A alert ra B. Xem được không? Thì mọi người nhớ phải on click vào đây nhá, on click để khi thực hiện nào mình nhấn vào cái button ấy thì nó mới thực hiện nó lấy chứ không phải là lúc nào nó cũng lấy. Đó. Sau. À, thì nghĩa là khi mà click vào thì nó sẽ gọi đến cái hành động này, hành động sau này. Đó. Thế bây giờ mình sẽ thử chạy nào. Đây, mình nhập vào là một này, hai này, nhấn thì đây nó ra một này, hai, à document cho cái này b nhé, b một này, hai này, nhấn một hai, ok alert thành công rồi thì mình mới đi làm bước tiếp theo. Bước tiếp theo là gì? Là in ra tổng các số chia cho 6 từ A đến B. Tổng các số chia cho 6 từ A đến B. Thì mình sẽ chạy for thôi. Mình sẽ chạy for. Đó. Y chạy bắt đầu từ A đến nhỏ hơn hoặc bằng B. Sau đó thì thực hiện nào. Ở đây thì nó sẽ có một cái kết quả đúng không? Như mà bạn Huy vừa lấy làm đúng không? ID sẽ bằng KQ. Đấy. Thì ở đây. Thì in ra cái gì? Các số in ra tổng các số mà in ra tổng các số thì trước tiên mình làm in ra các số trước đi, các số chia cho 6 trước đi. X mà y phần trăm là khi mà chạy qua cái thằng cứ chạy qua một cái thằng nào bằng chia cho 6 ấy bằng không thì thực hiện là document chấm get element by id là kq chấm inner html sẽ bằng là y thì đúng rồi bằng y
Thì nếu mà như vậy 1 này đến 30 đi. Nếu mà như vậy thì nó sẽ in chỉ duy nhất một lần, bởi vì là mọi người sẽ cái này nó sẽ không thể nào mà nó thực hiện, nó tự biết nó cộng, nó cộng chuỗi là kiểu là in phát đầu tiên là 6, in phát đầu tiếp theo là 12, in phát tiếp theo là 18 chẳng hạn. Nó không thể nào biết được cái đấy đâu. Nó chỉ là cứ thay vào các quy thôi, liên tục nó thay vào các quy và cái kết quả cuối cùng nó thay vào các quy thì nó sẽ hiện ra, thì nó là 24 thì phải. À là 30, nó là 30 luôn. Vậy thì làm sao để tôi in được ra các cái dòng ở trong đây? Thì mọi người sẽ phải sử dụng cộng dồn chuỗi nhá. Cộng dồn chuỗi như nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Nghĩa là mình sẽ không in ở trong đây nữa mà mình sẽ thực hiện là khởi tạo một cái là HTML sẽ bằng dốc. Sau đó mọi người thực hiện là HTML cộng bằng p vào đây. Sau đó là cộng với, có phải là cộng với y không? Rồi, sau đó là cộng tiếp với đóng vào thẻ p. Đấy, nghĩa là mọi người sẽ phải thực hiện, nó cứ chạy qua thì nó mới thực hiện, nó lấy tổng của các cái thẻ này, tổng của các một cái dãy thẻ này. Sau đấy có phải là chạy đến cuối cùng nó lấy được một dãy thẻ là từ 0 đến 30 không? Rồi, sau đấy thì mọi người làm gì? Sau ngoài đây thì mọi người có cái đấy, mọi người mới thực hiện là mọi người in ra. ID là KQ.in.html sẽ bằng là HTML. Đây. 1 30 này. Đấy, thấy chưa? Đó, nghĩa là mình phải lấy một cái dãy chuỗi về. Bởi vì là mọi người nếu mà người in trong đấy thì nó liên tục nó thay đi thì nó chỉ ra, cuối cùng nó in ra kết quả cuối cùng thôi, nó không thể nào nó biết được là nó không thể nào nó lấy được các cái chuỗi trước được ấy. Ok chưa bạn ấy nhỉ? Ok bạn Huy nhá. Rồi, tiếp theo thì nhưng mà bài này nó không phải bảo là in ra là các số mà nó in ra là tổng. Thì bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái thằng tương tự như vậy thôi. Mọi người khởi tạo một cái thằng là tổng ở đây. Bằng 0. Sau đấy thì trong đây mọi người cũng thực hiện là tổng cộng bằng y phải không? Rồi, sau đấy mọi người mình in một cái nữa, một cái thẻ P nữa đi. ID sẽ bằng tổng. Đấy, sau đó mọi người thực hiện là document.getMinByIDs tổng chấm inner sẽ bằng tổng. Đây tổng là đấy. Rồi mình nhập vào này 1 này 40 này đấy, mọi người thấy chưa? Thế đây là bài này. Chữ nâng cao lên một tí, in ra các tích của các số chẵn chia và chia cho năm từ A đến B. Số chẵn và y chia cho năm từ A đến B đến tích nhá. Mình comment này lại này. In ra tích của các số chẵn thì bây giờ mọi người cũng khởi tạo một thằng là lép để mình lép tích sẽ bằng là một nhá. Mọi người không nên không được để từ không đâu, nếu mọi người để từ không thì mọi người có nhân lên bao nhiêu cái nữa thì nó cũng ra không thôi, nên mình sẽ để từ một thì nó nhân lên mới được. Tiếp theo mọi người chạy for. Đó. Y sẽ bằng không, y nhỏ hơn, à y sẽ bằng gì, y sẽ bằng a, y nhỏ hơn và bằng b y công cộng, sau đó là tích sao bằng, sao bằng nhé. Đó, bằng gì? Thì đây là in ra các từ A đến B rồi, à, lấy từ A đến B. Mà đầu bài nó yêu cầu là gì? Đầu bài yêu cầu là gì? In ra các tích các số chẵn và chia cho 5. Đó, nên mình sẽ phải thêm một cái if vào nữa. If phần trăm 2 bằng bằng 0. Thì đây là điều kiện số chẵn này. Tiếp theo và y chia cho 5 nữa, phần trăm 5 bằng bằng 0. À, nghĩa là cả hai điều kiện này đúng thì nó mới thực hiện là nó lấy ra được cái tích. Rồi, mọi người mở nhọn.
đưa cái tích vào đây. Sau đó ra ngoài thêm một cái thẻ P, in ra cái KQ luôn nhé, mình in ra cái KQ luôn. Document chấm get by đi, KQ chấm inner.html sẽ bằng tích là cộng với cả tích. Đấy. Thì như này. Thì bây giờ mình nhập vào là 1 đến 40 này, 1 đến 40 này. Nhận. Đây, mọi người nhìn này. À, 24.000. Ừ, to to ta. Y 1 đến 4, à đúng rồi, nhân mà, nó nhân thì nó to thế đúng rồi. Để mà nhỏ hơn đi, 1 đến 10 đi, 1 đến 10. Số mà chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì chỉ có 10 đúng không? Đây, 10 này, đúng rồi. Ok, bài này xong nhá. In ra số lượng các số lớn hơn 10 và chia hết cho 3 từ A đến B. Ok. Tương tự như vậy, số lượng đúng không? Số lượng các số in ra số lượng các số chết số lượng các số thì để mà đếm nó thì mọi người lại khởi tạo một cái biến là let count bằng không như này để đếm mà count thì tạo một cái biến đếm thôi. Đó. Sau đó mọi người thực hiện là for y. Y làm gì? Y bằng không. À, y bằng gì? A chạy từ A đến B này. Điều kiện là gì? Là các số chia hết các số lớn hơn 10 và chia hết cho từ A đến B, chia hết cho A, chia hết cho số cho 3 từ A đến B, các số lớn 10. Thì có phải là y bắt buộc phải lớn hơn 10? Lớn 10 và y phần trăm 3 bằng bằng chia cho 3 thì phải bằng bằng không. Rồi sau đấy mọi người cao cứ tìm được một số thì không cộng nó lên. Đấy. Rồi sau đó mọi người thực hiện là tương tự document.get by đi. KQ.inner.html để in ra sẽ bằng là số lượng là số lượng các số là hai chấm cộng với cả count. Rồi thì bây giờ mình quan sát xem nào, mình nhập vào đây nào, 1 này đến 30 này, à thôi mình nhập đến 15 đi, 15 thì mấy số rồi, lớn hơn 10 và chia hết cho 3 thì chỉ có hai số thôi là số 12 và số 15 đúng không? Ừ. Y nhỏ hơn bằng B mọi người nhé, nhỏ hơn bằng B. Đó, vừa nãy nó chỉ chạy đến 14 thôi. 1 này, 15 này. Đó, 2. Ok. Thì đấy là về ba bài này. Rồi. Rồi, mọi người có vấn đề gì về ba bài này không nhỉ? Lâu lâu. Thì với anh em nào làm sử dụng Chrome ấy thì cũng tương tự nhá. Ra cũng tương tự, thay cái này bằng Chrome là xong. Thay cái này bằng Alert hoặc con số lốc gì đấy. Ok cho mọi người. Đại đại sư em ơi, cái em mở lại cái bài số 1 đó. Bài số 1. À. Bài số 1 hả? Bài số 1 Này, số đây. tổng tổng sao cô chị cũng bằng tổng cộng bằng y mà sao nó ý là nó không hiểu y là number mà nó hiểu y là string á. Từ từ chứ để dấu cộng bên trên nhá, AB hả? Còn để luôn, để rồi. nó đâu chị bỏ nó ra nào, à, nhầm xi sâu màn hình luôn. A đến B tách chuỗi H1. Cô Phan chỉ mở lại bài số 1 cái À, chị Ctrl Alt cho em. đã. Ctrl. Control. Ok. Ok. À, dễ nhìn.
tách bằng rỗng, tách cộng bằng y bằng a. Ok, chị nhập thử nào, này nào. Đại phong. Ừ. Chị chạy đi. Cái tổng ở dưới nó ra cái chuỗi chứ không ra cái À, hiểu. Em hiểu rồi. Ok, chị an tâm rồi. rồi 5 cộng bằng y. Sum. À, cái ý là chị cái sum đang bị ấy gì? Sum chị để giá trị ban đầu, chị để chuỗi thì chị. cái này không. Đúng rồi, chị phải để số 0 thì nó mới cộng, nên còn nếu mà chị cộng chuỗi nhá thì tất cả các số về sau ấy nó sẽ hiểu là chuỗi, nên là nó cứ cộng dồn vào chuỗi thì nó cứ cộng chuỗi thôi, chứ không phải là nó cộng thành số được, nó không tự vào thành số được. Nếu mà sử dụng phép cộng thì nó cứ hiểu đấy là chuỗi, nên nó cứ cộng dồn nó lại. Nên chị phải để là số 0 là giá trị ban đầu của thằng sum để cho nó cộng lên. Đâu, bằng không vậy ha. Đúng rồi, chính xác. Ủa Chị thử lại đi. căng ta. Bởi vì là giá trị, nếu mà chị để chuỗi nhé, chị cứ tưởng tượng là một chuỗi cộng một số nên sẽ ra cái chuỗi. Ra rồi nha. À, Cảm ơn em. nó sẽ ra cái chuỗi nên là nó sẽ không được. Sum bằng không. Sao chị chưa có hiểu chỗ này ta. Nếu như mà cái sum nó bằng không thì cái tổng của nó bằng không mà. Tại vì mình đặt cho nó bằng không rồi mà. Đúng, không không xong là chị xuống đây chị cộng bằng y mà. Ở xuống dưới dòng kia kìa. Nó cứ Cộng tìm được cái y đi vào 6 thì nó cộng bằng y mà. Nghĩa là nó sẽ bằng à, sẽ là sum không cộng với lại một đúng không, sẽ ra sum một xong bắt đầu nhân với thằng kia. đúng rồi, không cộng với 6 cộng với 12 các thứ đấy, nghĩa là cứ tìm được cái thằng y nó sẽ cộng dồn lên. Nhưng mà vậy nó nhân là chỗ nào? Có nhân đâu À mà là không cộng. em, nó là tổng mà. Rồi 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 cảm ơn em. ok Ok. ok ok còn bài nhân, thì sẽ phải để ý là để tích bằng giá trị ban đầu bằng một thì nó sẽ nó mới 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 tính lên, còn nếu mà để bằng không ấy thì nó sẽ thực hiện là không nhân với tất cả số nào cũng bằng không mà, nên là để ý làm bài đấy cho đấy là được. Tất cả anh em chú ý nhá, là một chuỗi cộng một số thì nó sẽ sinh ra cái chuỗi đấy, nghĩa là cứ chuỗi cộng nhau thì nó sẽ thực hiện nó gộp chuỗi lại, chứ không phải là nó thực hiện là nó tự bạc thành số rồi cho mọi người đâu, nên lý do tại sao mình sẽ phải chú ý những cái đoạn chuỗi chuỗi đấy. Rồi mình sẽ chữa cái bài tam giác nhé, chữa hai bài đầu, xong là để cho anh em hai bài cuối, để cho anh em hai bài cuối nhé. Thì mình in ra đúng không, mình muốn in ra cái này đúng không, tam giác này đúng không. Thì đây, mọi người đếm này. Một hàng này theo mọi người sẽ có bao nhiêu ký tự? Nó sẽ có 5 hàng nhá, theo mọi người. Từ từ. Nó có mấy hàng đã? 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Nó có 5 hàng. Nên mình sẽ tạo một cái for chạy từ 1 đến 5. For y. Y bằng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 5. Thì đây là chạy theo hai cho hàng này. Đây là chạy cho hàng này. À. À, dài thừa. À, dài thừa quên, nó nhỏ nhỏ bên trên mình không nhìn thấy. Ok, dài thừa nhá. Thì đây, cho anh em biết dài thừa là gì đã. Dài thừa của một số nó sẽ là như nào? Thì mọi người nhìn này, nhìn cái bốn dài thừa là mọi người gần như mọi người biết luôn này. Là 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Vậy 5 dài thừa là gì? 5 dài thừa sẽ là 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. 6 dây thừa sẽ là 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Vậy thì cái quy luật của nó ấy, nghĩa là nó cứ nhân xong một cái nó thực hiện nó giảm đi đúng không? Nên là mình sẽ làm như này. Mình về dây thừa trước. Mọi người sẽ chạy for. À, mọi người sẽ nhập vào một số đó là left number sẽ bằng cộng với prom. Mọi người cứ nhìn đấy nhá, sau đó mọi người làm lại sau. Nhập a hai chấm y chạy từ y chạy từ đâu? Nếu mà nhập vào 5 thì sẽ là 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Nhập vào 6 sẽ là 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Vậy thì y sẽ chạy từ đâu mọi người?
Y sẽ chạy từ từ một từ năm chính xác, sau đó là y lớn hơn hoặc bằng đến, sẽ đến đâu thôi, number đến một chứ, một ngược lại mà một chứ, 6 5 4 3 2 1 đúng không, thì và y lúc này nó sẽ để là trừ trừ à, ý là ví dụ như giá trị ban đầu mình nhập vào là 6 nhé, thì có phải mình muốn là 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 đúng không, thì có phải y khởi tạo mình lúc này mình khởi tạo là 6 6 đúng không đó à. Sau mọi người làm gì, làm nó trừ trừ đi mà, nó trừ trừ đi nó sẽ giảm xuống là 5, sau đó là 4 3 2 1, thì mình sẽ làm thế nào đấy để mình thực hiện là vận dụng cái y này là được à. Thế thì mọi người sẽ làm như nào, mọi người sẽ khởi tạo một cái là nét dài thừa ở đây bằng một nhá, nhớ là bằng một, giá trị ban đầu một vì mình đang sử dụng phép nhân mà. Cho mọi người dài thừa sao bằng à, đây bằng dài thừa nhân với cả y, sau đó là ơ lớp dài thừa. Ok đây đấy, bài này đơn giản đây đúng không? Nhấn này, nhập vào là 4 đi, 4 dây thừa xem bên kia bao nhiêu nhá, 4 24 em đúng không, 24 này à. Thì đấy, thì mọi người nhập vào 6 đầu tiên là 6 đúng không, đây nha, mình sẽ chạy bước cùng tay cho mọi người nhá, nhập vào đầu tiên là 6 này, dây thừa nó sẽ là bằng 1 này, thì y lúc này mọi người gán là bằng bằng 5 bờ thì có phải là bằng 6 không, bằng 6 sau đấy thì mọi người sẽ thực hiện là có phải là mọi người nhập vào đây thì dài thừa sẽ bằng dài thừa nhân y, thì có phải là dài thừa ban đầu là dài thừa, thì có phải là cái dài thừa cũ nó đang là một nó nhân với cả 6 không à, lúc này dài thừa có phải là lúc này 1 nhân 6 thì bằng bằng 6 à, thì dài thừa lúc này tăng lên là được là 6 nhá. Tiếp theo là sau khi chạy xong thì y nó trừ trừ tiếng ngoài xuống là còn là 5 này à, sau đó thì nó sẽ tiếp tục lại thực hiện là lại bằng dài thừa cũ nhân với y, y nó phải là 5 mà dài thừa cũ nó là 6 lại nhân với 5 đã được 6 nhân 5 chưa đó à, cứ như vậy nó chạy đến là bằng 1 à, nhân đó, chấm đến 1 đấy, đến 1 thì nó sẽ thực hiện là nếu mà sau đó giảm tiếp xuống 0 không lớn bằng 1 thì nó sẽ sai, nó sẽ dừng lại, nếu ngoài nó sẽ lấy được là 5, 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 đó, nó có nhân vậy rồi. Bài này có vấn đề gì không ạ? Ok rồi thì anh em có một, còn chưa ok thì mọi người có thể chưa đoạn nào thì mọi người có thể hỏi, cái chính là hiểu nhưng mà lại chưa biết cách nào. Dạ. Dài thừa bằng dài thừa nhân y. Ok, còn đoạn nào chưa hiểu không bạn đọc? Còn là không mắc không? Ok, thật ra là anh em chạy ngược lại cũng được, mọi người chạy từ 1 sau đó mọi người chạy đến nhỏ hơn hoặc bằng 5 bờ sau đó mọi người nhân lên cũng được, nó cũng tương tự mà. Mục nó vẫn thật ra nó vẫn chạy từ nhân là nhân từ mấy nhỉ? Nhân từ 1 đến 4 mà. Mọi người chạy theo chiều xuôi cũng được, nhưng mà mình đang làm chạy theo chiều ngược, như là biểu diễn cho mọi người là vòng for nó có thể có nhiều cái dạng ấy. Nó cũng có thể chạy được trừ trừ kiểu này nhá. Ok. Rồi, tiếp theo là bài tam giác này. Bài tam giác. Bài tam giác tại sao mình lại để chữ 5? Thì bởi vì mọi người để ý này. Cái này nó sẽ có phải là 1, 2, 3, 4, 5 dòng đúng không? Thì mục tiêu của mình là in được 5 dòng này. Nên là mình sẽ in là à, mình sẽ để là 5, nhỏ 5. Đó, là để chạy cho dòng. Tiếp theo là để chạy cho các cái phần tử bên trong này, trong một cái dòng này này. Đó, thì làm như nào? Thì mọi người để ý. Dòng 1 thì có mấy mấy sao mà dòng 2 thì có mấy sao? Dòng 1 có mấy sao, dòng 2 mấy sao? Thì có phải là dòng 1 1 sao, dòng 2 2 sao, dòng 3 3 sao, dòng 3 dòng 4 4 sao không? Đó. Lên.
mình sẽ thực hiện là tạo ra một cái nào left dòng sẽ bằng là giống như này. Sau đấy thì mình thực hiện là chạy for để in lấy cái sao chứ, mình lấy cái sao trước đấy, mình lấy cái sao trước. Đó. Mình thực hiện nào, có phải là g thì sẽ bằng gì, g sẽ bằng là một g nhỏ hơn bằng i, sau đó mọi người để dòng cộng bằng sao. Sao sau đó ra ngoài đây mọi người thực hiện là lốc dòng. Đó. Đây nhá. Bây giờ mình xem đúng đã, sau đó mình sẽ giải thích cho mọi người. Bật con số lốc lên. Con số lốc này. Đây. Tam giác đây. Đó. Bây giờ mình sẽ giải thích. Thì mình nhận ra thấy cái quy luật của cái thằng sao này ấy, nó là thực hiện là nó tăng theo dòng, nghĩa là ứng với y bằng nhầm, tăng theo dòng, kiểu là dòng 1 thì 1 sao, dòng 2 thì 2 sao, dòng 3 thì 3 sao, dòng 4 thì 4 sao, dòng 5 thì 5 sao. Thế thì cái số lượng sao của nó ấy, thì có phải là nó dao động theo thằng y này không? Đó. Nó dao động theo thằng y nên là mình sẽ thực hiện là chạy thêm một cái vòng vòng for nữa. Vòng for này sẽ có nhiệm vụ là lấy ra số sao, lấy ra số sao này. Đó. Thì có phải là ứng với y đầu tiên là y bằng một, y bằng không, à y bằng một chứ, y bằng một. Khi nào mọi người để là g bằng một, g nhỏ bằng y là đúng không? Nên là dòng đầu tiên nó sẽ lấy được là một sao không? À. Tiếp theo chạy hết vòng for này nó in ra một phát rồi này, sau đó nó vòng lên, nó tăng lên y bằng hai, thì nó lại xuống đây chạy đây, nó lại chạy lại từ một đến hai, lúc này nó sẽ lấy được hai sao. À. Sau đó tương tự như vậy, 3 sao, 4 sao, 5 sao. Đó. Thì đây là cái bài in sao. Chủ yếu là anh em tìm ra cái quy luật của nó thôi. Tìm được cái quy luật của nó thì mọi người sẽ làm được. Tương tự mọi người làm với cái bài là 54321 này nhá. Cái này này, thật ra mọi người chạy ngược lại được, chạy ngược lại được. Bây giờ mình thử chữa cái này cơ. Cái 33 này mới khó hơn một tí này. Khó một tí này. Từ từ. Đoạn này có vấn đề không đó? Muốn hiểu được cái 3 thì phải hiểu được cái 1 này đã. Alo. Đoạn này có vấn đề gì không ạ? Anh em cần giải thích này lại một lượt không? Dạ, giải thích lại đi em ơi. Hoàng Ok ok hoang mang à? sao thấy nó có, thấy có vẻ Đây là nhá, đây nhá, giải thích lại, em chạy theo từng bước này là ok ủa thầy ơi, cái lúc y bằng 2 thì g cũng có thể bằng 1 được các bạn, thì đáng lẽ nó phải là hai dòng chứ nhỉ, hai dòng g. g bằng 2 thì g cũng có thể bằng 1 đúng không? Ok. Đầu tiên này, y bằng 1 đúng không? Y bằng 1, dòng lúc này nó đang rỗng, cái dòng đầu tiên đang rỗng. Đó. Mọi người cứ tưởng tượng cái y này đang chạy theo dòng nhé. Đó. Tiếp theo là nó khởi tạo một cái thằng là let z. Z này, thì lúc này z bằng 1. Bằng 1. Đó. Thì có phải là lúc này mình in được một sao không? Mình in phát sao đầu tiên là phát này không? Đó. Ok, dòng 1 không vấn đề gì đúng không? Y bằng 1 thì chắc chắn là G phải bằng 1 Đúng rồi, một rồi. bằng một thì là nên là nó sẽ nhảy được vào đây đúng không? Đúng không? Một bằng một là gì? G nhỏ hơn bằng y là gì? Thì có phải là cái điều kiện của nó sẽ là một nhỏ hơn bằng một không? Thì có phải là thua không? Thua nên là nó sẽ lấy được cái dòng đầu tiên, lấy được cái sao đầu tiên không? Rồi. Y Ok bằng chưa? 1 thì G chỉ bằng 1. Đúng không? Chỉ bằng một thôi, nó chỉ chạy đến một thôi. Nếu mà tăng G lên nhá, nó tăng G lên là hai này. Lúc này hai có nhỏ hơn bằng một không? Phô chưa? Nên là nó sẽ không lấy được, không không chạy cái vòng for này tiếp nhá, nó sẽ dừng vòng for. Cái sao đầu tiên ok chưa nhỉ? Cái sao đầu tiên ok chưa? Đi cùng Ok sao ok một.
Ok. Tiếp theo đến cái y bằng 2. Y bằng 2 nó chạy hết vào dòng đầu tiên, nó in ra được cái sao đầu tiên nhá. Sau dòng thứ hai. Tiếp theo nó chạy đến đây là Z, sẽ vẫn là chạy lại từ đầu nhé, bằng 1. Một cái dòng nó lại khởi tạo là ban đầu là dòng thứ hai, nó khởi tạo lại là rỗng, lại là rỗng. Lúc này nó vào đây. Nó dòng cộng bằng sao, nghĩa là dòng bằng dòng cộng sao đấy. Thì lúc này là nó sẽ thực hiện là nó lấy được một cái sao. Đúng chưa? Bởi vì điều kiện là một nhỏ hơn bằng hai, đúng chưa? Z nhỏ hơn bằng y mà. Một nhỏ hơn bằng hai là chu, đúng không? Nên nó sẽ lấy được cái sao đầu tiên của cái dòng hai, đúng chưa? Tiếp theo là nó di cộng cộng. Lúc này di nó tăng lên là hai. Di tăng lên là hai. Chứ này nó sẽ là có phải là hai nhỏ hơn bằng hai không? Đó. Điều kiện này vẫn vẫn là chu, nên tiếp tục nó lấy được cái sao tiếp. Lấy được cái sao tiếp. Sau đấy thì nó thực hiện là nó tăng di lên lên ba. Sau đấy là ba nhỏ hơn bằng hai cả về phô ngay vòng nạp, thì lúc này dòng của mình đấy đang nhận cái giá trị là hai sao, mình lốc ra đây ở ngoài đây thì nó là hai sao, đúng chưa? Tương tự với y bằng 3 thì vào trong đây cái vòng for bên trong này nó lại chạy 3 lần để lấy ra ba cái sao, 4 thì lại 4 sao, 5 thì 5 sao. Đó. Ok chưa? Thì mọi người cứ nghĩ là cái vòng for bên trong ấy nó phải chạy hết thì mới được đến bước tiếp theo của vòng nạp bên ngoài. À, chị Ngọc ok nhỉ? Ok, chị hiểu cái này rồi, nhưng mà em dừng lại chút để chị làm cái này xong cái mình Dạ. chuyển qua cái bài. Ok. Ok, dừng lại cho anh em 2 phút nhé. Tại vì mình muốn chưa lốt bài 3 để cho anh em hiểu. Ok. Chưa lốt nhá, chưa lốt bài bài chị học xong chưa? Xong Ok, chưa lốt bài kia nhá. Sau đấy thì mọi người thử làm hai bài còn lại xem. Bài này thì nó vẫn là 5 dòng. Nó vẫn là 5 dòng. Nên mình sẽ vẫn thực hiện là for. Y bằng 1. Y còn bằng 5. Ok chưa? Tiếp theo là vẫn có cái là đại diện cho các cái dòng để mình in ra ấy, nên là vẫn có cái dòng này bằng rỗng này. À, đầu tiên nó chưa có cái gì cả. Ừ. Nó chưa có cái gì cả. Thì ở dòng đầu tiên có một cái đặc biệt ấy là để mà mọi người thực hiện in ra được cái đoạn trống như này ấy, thì thật ra nó là dấu cách thôi, thật ra là dấu cách. Và ở đây nó vẫn là có 5 phần tử, nó vẫn nghĩa là nó vẫn có 5 ký tự nhá, nhưng mà bốn ký tự đầu tiên này nó sẽ là bốn ký tự, bốn ký tự trống, bốn ký tự trắng. Đó. Thì dòng đầu tiên vẫn có một sao, nhưng mà bốn cái đầu tiên này nó là bốn cái cách trước, bốn cái cách. Thì bây giờ mình sẽ phải đi lấy cái cách trước đã, mình đi lấy cái cách trước. Cái cách bằng gì? Thì ở dòng 1 nó sẽ là có phải là bốn dấu cách không?
dòng một có bốn dấu cách, dòng một bốn dấu cách. Vậy làm sao để lấy được bốn dấu cách? Thì mình sẽ dựa vào cái tổng của cái dòng này, ký tự của dòng này, thì có phải là 5 phần tử không? Đó. Lên của mọi người sẽ là như này. J sẽ là bằng 1, J vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 5 trừ đi i. 5 trừ đi i. Sau đó dòng cộng bằng dấu cách, cách một cái đây. Thì dừng lại một chút để mọi người quan sát xem đúng là cái điều kiện mình đưa ra nó đã có phải là 5 trừ y hay không. Ứng với vòng đầu tiên là y bằng 1 thì có phải là j nó sẽ nhỏ hơn bằng mấy? J lúc này nhỏ hơn hoặc bằng 5 trừ 1 là 4. J sẽ chạy từ 1 đến đến 4 thì nó sẽ lấy được mấy dấu cách? Lấy được 4 dấu cách. Thì phát đầu tiên lấy được 4 dấu cách, đúng rồi đúng không? Tiếp theo nó vẫn thiếu một dấu gì? Nó chính là dấu. Dấu gì đấy? Dấu sao. Nên mọi người sẽ cần phải lấy dấu sao nữa. Đó. Lên này, mình sẽ cần một cái for nữa. Hai for ngang nhau thì có thể trùng cái biến này được nhá. J bằng 1. J nhỏ hơn hoặc bằng gì? Thì mọi người lại để ý cái quy luật của thằng này. Ứng với dòng 1 thì có phải là nó 1 sao, ứng với dòng 2 2 sao, ứng dòng 3 3 sao, ứng dòng 4 4 sao. Vậy thì tương tự nó cũng là bằng y. Đó. Sau đó mọi người lại cộng dồn cái dòng vào. Cộng bằng sao như này. Sau đó mọi người thực hiện là lốc dòng. Thì bây giờ mình để mình đi xem đúng hay chưa đã. Như này. Thấy chưa? Đó. Đây, thì là mình đã in được rồi. Ừ. Thì chủ yếu là mọi người đang tìm ra cái quy luật để mình biết là mình đang cần lấy dấu gì ở từng dòng và cái theo từng dòng ấy nó tăng giảm ra làm sao. Đó. Thì mình nhận thấy là dòng đầu ứng với các cái dòng này ấy, thì có phải dòng đầu tiên này nhá, nó là bốn dấu cách và một dấu sao không? Ừ. Dòng thứ một thì là một dấu sao, bốn dấu cách và một dấu sao. Đó. Dòng thứ hai thì là ba dấu cách và hai dấu sao. Thì mình nhận thấy được cái quy luật đấy, đấy nên là cái dấu cách ấy thì mình sẽ để là 5 trừ y, bởi vì y nó y chạy từ 1 mà, dòng đầu tiên thì có phải 5 trừ 1 bằng 4 không, lấy được bốn dấu cách không. Dòng thứ hai là y bằng 2 đi thì có phải 5 trừ 2 là còn 3 thì nó lấy được 3 dấu cách không, tương tự như vậy. Thì đây là bài này hơi nâng cao một chút đấy, hơi nâng cao so với cả cái đoạn đầu mọi người học về form một chút đấy. Mong sao mình chữa bài này mà buổi sau mọi người làm được xong hai bài kia thì ok. Rồi, anh em có câu hỏi nào không? Khoan khoan khoan, dừng Đâu chậm chị nào? lại. Ok, đợi đợi chị chạy thử cái máy của chị nó có ổn không, xong mình chuyển qua bài khác. Thôi, đến đây thôi, cho anh em luyện nốt hai bài kia là xong rồi. Chạy đơ máy à? Chạy đơ máy thì vô hạn rồi, cẩn thận đấy, tắt đi. Phải, ý là của chị sao nó không chạy ra À, giống không như không. của em mà Của nó lại chạy ra. bạn Trần Huy ấy. Chị đưa máy. Rồi chị bật lên nào. Ok. Đợi chị xíu. Ây cha. Khó dữ vậy ta. Dòng cộng bằng dấu cách chị ơi. Mình đang lấy dấu Đâu? cách mà. Ở dòng 12 như chị không cách thì đâu, đúng rồi. Chính xác. Rồi cắt chỗ này DL cho dễ nhìn chị. 5 trừ y nhá. Cái đầu tiên Trừ là y lấy dấu cách, thì lấy một bốn dấu cách thì có phải là 5 trừ y không? Bởi vì nó chạy theo cái dấu cách đấy, nó chạy theo cái, đúng rồi, dòng đầu tiên là bốn cái, dòng thứ hai là ba cái mà. Rồi tiếp theo, cái dấu sao thì lấy theo cái gì? Cái dấu sao nó sẽ lấy theo cái dòng nên nó sẽ đi thằng y. Nên là j sẽ nhỏ hơn bằng y. Cái đấy đúng rồi, chính xác.
Ok chị. Thưa chị. À, ok. Được rồi. Ok. Không đi. Em Rồi. coi cái bài. Ủa, tắt xe nó rồi. Cái bài 1 của chị chạy nó cũng chưa ra luôn á. Chắc để chị Rồi, thấy em là. download đi. Mày tàu chuyển động OP mà như Bài này phải không ta? càng nghe anh Huy ạ. Ok rồi à, cái một chưa ra Đúng nào, rồi. sao lại chị Chạy lại lốc, nha. chị không được lốc cái sao ở trong đấy, nó phải lấy được cái chị phải bỏ cái sao ra ngoài chứ, bởi vì là nó phải lấy được cái sao hết ở cái vòng for bên trong thì nó mới thực hiện in ra cơ. Nên là chị phải chuyển cái con số lốc tầm 13 xuống 15 đi. 13 số 15, ok. Đúng rồi. Để nó thực hiện là nó phải lấy hết cái sao của cái dòng đấy ra đã. Rồi. Chú đi chị. Ờ, rồi, ok. Ok. Em. Rồi. Nhiệm vụ của anh em thì làm nốt hai bài, mình cũng không quá là bắt buộc bài này đâu nhá, nhưng mà anh em cố gắng là document cái bài đi, thì thật ra là cái dấu cách ở trên màn hình ấy, nó bị nó sẽ phải sử dụng một cái số ký tự đặc biệt, nên là mình không muốn đưa vô nó khó, nhìn nó hơi khó hiểu, nên là thôi mọi người có thể sử dụng con số lốc nó tương tự nhau thôi. Thì thật ra là nếu mà mình sử dụng cái dấu trên HTML ấy thì mình làm sao đấy thay dấu cách này bằng cái ký tự đặc biệt để nó cho phép cách thôi là được, nhưng mà in lên in con số lốc nó dễ hiểu hơn, nhìn nó dễ hiểu hơn. Mọi người có thể cố gắng làm nốt hai bài này, thì bài này mình cũng không bắt buộc lắm bởi vì là nó cũng là ở cái dạng là hai for, rồi là nó khá là lằng nhằng, nếu mà ai lâu không học toán các thứ ấy, thì cái gọi là logic về cái đoạn này ấy, để mọi người tìm ra cái quy luật này nó cũng hơi khó đấy. Thì mọi người có thể về tham khảo cái đây, mọi người có thể làm bài này nhá. Bây Cho giờ mình sẽ vâng. em hướng dẫn thêm cái bài nguyên tố đầu tiên này đi, sao chị một hồi chị không tìm ra được cái quy luật của nó sao luôn á. Quy luật á. Thì bài đấy thì bây giờ khi mọi người làm được bài đấy nhá, thì mọi người phải làm được cái bài là xin kiểm tra một số xem có phải số nguyên tố hay không. Đây. Mọi người làm bài này trước cho mình, sau đó thì buổi sau mình sẽ chữa cái bài 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 nguyên tố, in ra các số nguyên tố. Bài này thì phải một for đấy nhá, còn bài kia thì chắc chắn là phải hai for. Nguyên tố Kiểm tra một số xem có phải số nguyên tố hay không, ví dụ nhập vào 5 thì kiểm tra xem nó phải số nguyên tố hay không, in ra true for thôi, in ra là đúng rồi hay là in ra chưa đúng thôi. là gì em? Số nguyên tố, số nguyên tố thì mọi người cứ tưởng tượng là một số chỉ chia hết cho một và chính nó, chỉ nhá, chỉ chia hết cho một và chính nó. Chia hết Ví cho dụ một số 3, số 2, số 5, số 7. Thế theo mọi người số 8 có phải số nguyên tố, theo như Ngọc số 8 phải số nguyên tố. 8 chia 1 bằng 8. Ủa nếu như mà nói mà quy luật mà chia chia hết cho 1 Chỉ và chia hết cho chính nó. Chỉ nhớ em nhấn mạnh nhé, chỉ thì nghĩa 8 là nó chỉ được chia chia hết được 1. đúng hai cái, 8 chia 1 thì bằng 8, còn 8 chia 8 thì bằng 1. đúng rồi, thì Nó nó chỉ ok rồi. một với tám Đúng rồi. đúng không, chia hai nữa, chia hai với bốn thì sao chị, À có nghĩa là lên nó chia cho 2 rồi chia cho 4 được luôn. Còn ví dụ đúng như là rồi, số chính 3 xác, thì đi nó chia không phải là số nguyên tố. cho ok. Ok, còn những cái số nào mà chỉ chia được một và chính nó thôi. Đó. À. Ví dụ số Rồi 9 rồi. phải số tốt gì? Số 9, 9 chia 1 bằng 9. Không quá tại 9 chia được cho 3 mà đúng Đúng rồi, chính xác đấy. Đấy không? Đó. đó. Đấy, số nguyên tố là như vậy đấy. Thì bây giờ phải làm được trước cái bài là kiểm tra xem một số có phải số nguyên tố hay không. À, sau khi làm được bài này thì buổi sau em hướng dẫn cái in ra khoảng tầm 20 số nguyên tố đầu tiên thì được. Thì dễ.
Rồi, ok. Ok chưa? Rồi. Đấy, nhiệm vụ anh em thì về cố gắng là làm bài này trước này, sau đấy thì làm thử thử sức là làm lại hai bài này. Không cần nhìn lại. Sau đấy thì làm nốt hai cái hình kia, hình tam giác kia. Đó. Ok chưa mọi người? Rồi mọi người thì nghỉ nhá. Bye bye mọi người. Bye em. Bye bye chị. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.